Chiếc tủ lạnh chứa đầy thực phẩm tươi sạch gồm các loại rau củ quả, nấm, thịt gà này đây. Toàn bộ đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở khu phong tỏa, bị ảnh hưởng thu nhập vì dịch Covid-19. Hoạt động do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện. Có mặt tại nhà thiếu nhi quận 4, các lực lượng đoàn viên của quận đoàn 4 đang cẩn thận sắp xếp, cấp tập phân phối, bảo quản nguồn rau củ từ sớm để đảm bảo chất lượng thực phẩm trước khi mang đến cho các hộ dân xung quanh. Ai nấy đều hăng say làm việc, vui vẻ, các bạn chia sẻ với chúng tôi. Những ngày này tuy hơi vất vả nhưng lại rất ý nghĩa vì được hỗ trợ một phần nào đó giúp bà con vượt qua dịch bệnh. Thì ban đầu chưa có tủ lạnh á, thì có một số người dân có mạnh thường quân gửi đồ lên cho chúng mình thì không để được lâu, thì chúng bắt buộc là bên mình là phải chuyển đi ngay, nhưng mà chuyển đi ngay thì lúc đó thì sẽ không phân được kịp. Như vậy thì nhờ tủ lạnh chương trình này á, thì mình có trữ được đồ ăn tươi sống lâu hơn để mình có thời gian mình phân chia rõ ràng, rồi mình sẽ có cái phối hợp với phường để đưa nông sản, nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống về phường một cách hợp lý và đảm bảo cái ăn phẩm an toàn hơn. Mong muốn là mỗi ngày sẽ có hơn 100 hộ để có nhận được thực phẩm này kết hợp tủ lạnh với lại chương trình không đồng của mình. Như anh Trần Mai Chí chia sẻ, vì quận đoàn 4 có chương trình gian hàng không đồng, nên đơn vị của anh đã quyết định kết hợp cùng nguồn thực phẩm từ chương trình tủ lạnh đựng thực phẩm để cung cấp cho bà con nhiều lương thực thực phẩm hơn. Để tránh lây lan dịch bệnh và hạn chế tập trung đông người, bên cạnh việc người dân có thể đến lấy thực phẩm từ tủ lạnh, quận đoàn 4 chủ động triển khai mang nhu yếu phẩm đến tận nhà cho bà con. Cầm trên tay phần quà gồm 5 kg gạo, trái cây, rau củ quả, nước tương, dầu ăn, đường. Người dân sớm lao động không giấu được sự xúc động. Họ vui mừng vì trong những ngày khó khăn này, được lãnh đạo, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể quan tâm thăm hỏi. Cô mừng lắm con, tại vì giờ ở nhà đi chợ cũng không được, cô già rồi đó. Thì đem tới cho thì cô rất cảm ơn. Cô thì khó khăn đủ chuyện, tại nhà nghèo thì mình mua 1-2 ký gạo với anh. Nhưng mình có gì thì mình ăn lấy cũng được. Hai vợ chồng bấn một chiên mà giờ bấn không được nghỉ nhờ, mướn nhờ nữa mà. Bây giờ có ai nghe cũng được. Bên quận đoàn giúp đỡ cho chúng tôi toàn là gạo, nước tương, dầu ăn, rau quả, trái cây. Để mà là niềm vui của chúng tôi. Cũng mong là nếu mà cái dịp thì giúp chúng tôi và những người khác được tốt hơn. Tủ lạnh đựng thực phẩm hỗ trợ người dân sẽ được duy trì liên tục trong 10 ngày, dự kiến từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, với nguồn thực phẩm được hỗ trợ trị giá 2 triệu đồng một ngày tại 10 điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm quận 3, 4, 5, 6, 10, Bình Thạnh và quận Phú Nhuận.